Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Và em đang đứng ở đây là kế sông Hậu luôn quý vị. Đây. Và khung cảnh quen thuộc. Mình sẽ trở lại nhà vườn của anh Út ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để giao lưu mai thành phẩm đến quý vị nha. Đây. Chào anh Út ạ. Rồi, kính chào tất cả các anh chị em gần xa. Hôm nay tiếp tục em lên clip tiếp theo. Thì Tết giờ lên được hai clip, clip này clip thứ ba thôi, không có thời gian để làm nữa. Thì cũng rất mong là anh em ủng hộ trong thời gian tới. Thì hôm nay em lên clip thì gồm có mây tàn và phôi để giao lưu với anh em. Sữa phôi và tàn nếu mà anh em có chơi thì gửi lại tới Tết, cũng em cũng nhận gửi lại tới Tết thì em giao luôn. Thì số lượng ít thì gửi bưu điện đi, không gài gửi mấy đơn vị đi, không gài hư hao nhiều quá cho nên cũng ngán gửi cây tàn đi. Thì quay để giao lưu với anh em thì số điện thoại của em là 0974123578. Dạ. Khu dân cư An Thế, phường Bụng Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Dạ. Vậy là quý khách nào mà thích cái dáng cây này rồi nhưng mà mua bây giờ nhưng mà tới Tết mới giao là anh cũng nhận luôn phải không? Nhận luôn. Quá hay luôn. Quý vị nào thích dáng cây nào thì chốt ngay từ bây giờ quý vị. Dạ. Rồi tới Tết giao cũng được. Đây là những cây chuẩn bị nuôi cho tới Tết thì giao luôn. Dạ. Thì gom gom lại giao nhiều đi một xe. Thì đa phần thì em đi xe tải nhưng mà số lượng 1-2 cây thì không đi được, phải gửi. Dạ. Rồi gom lại đặt vô đầy chiếc xe thì em đi thì giao nó chỗ này cây chỗ kia cây cũng được. Dạ. Thì nó tiện hơn, nó không hư hao cây. Dạ. Đóng thùng. Đóng cái đầu tiên anh ơi là cái này phải không? Dạ. Cái đầu tiên là rồi quay vô số 1 nha. Cây này lô này á, thì giảo thơm nha. Cây giảo thơm. Ở đây cái lô này, nguyên cái lô này hồi nữa còn mấy bông đó, hồi nữa mấy anh xem thử cái bông đó. Bông thì bông giảo. Đó, 8 9 10 12 cánh. Khoan khoan từ từ để em. Để em coi cái quạnh. Quạnh đây là 29 quý vị. Ê khoan từ từ nha. Rồi 29. Rồi quanh 29. Rồi. Chiều ngang của cây là 100. Chiều cao miệng chậu đi lên là 1m6. Cây này là qua năm thứ hai. Em có vô dây chi xương thân rất là lắc. Đó, bông này là bông giảo. Bao giảo mấy anh hết. Giảo mà thơm nó chứ không phải là giảo không thơm đâu. Đó, thì cho nên là về chơi là ok. Năm nay là già cây đó. Cây rất là già nhưng mà chỉ lên chậu mới mùa này mùa 2 thôi. Ra cũng đợt này nữa cơi lá cũng cơi thứ hai à. Rồi mã số 1 giao lưu sao đây? Mã số 1 em giao lưu là 5 triệu 7. Bao xếp toàn quắc, cây nào xa quá em đóng thùng. Yeah. Còn nếu mà gần gần thì gom gom lại em đi xe tải. Còn nếu mà anh em nào chơi số lượng nhiều thì em giao luôn cho. Rồi mã số 1 xong. Còn anh em nào muốn chơi mua rồi để đó nuôi đó, nuôi gia công mà Tết bán thì ở đây em nuôi luôn. Có luôn. Có nuôi luôn. Yeah. Rồi mã tiếp theo. Nhận cây người ta nuôi cũng vậy, ở tại chỗ nuôi luôn cho rồi. Rồi cây số 2. Rồi coi quạnh trước đi rồi em coi cây sau. Cây số 2. Đế này thì đế vừa vừa thôi chứ nó không có đế đẹp lắm. Nhưng mà thăng lắc lượng thì rất là đẹp. Bông có cái được, cái là bông thơm, bông trùm. Bông thơm 24 quạnh. Rồi. Này, đợt này mình lại mình thấy anh đầu tư cái đắp cái chỉ cái dừa. Xài chỉ dừa cho đỡ lên cỏ mà hổm mấy em nó đắp hơi mỏng. Nó lại lên tiếp. Đầu bữa tư. Nó đắp bù thêm nữa. Quanh ấy bề ngang của cây nó cái tàn bề ngang nó cũng là 100. Vì nhìn thấy cao miệng chậu lên là 1m4. Cây cũng là đang bị sung nha. Hơi bị sung. Bị sung đó. Yeah.
Do không có cái bàn xoay á, quý vị gắn xem giùm em ha. Em cũng gắn. Cây này cũng thăng lắc không à. Những lô này đều thăng lắc hết. Để quý vị em xem. Thăng lắc, cây lắc rồi đầu cắt. Như cái này không có ghép nha. Nhìn cái dấu dấu thì nó ghép là không có ghép. Cây này vậy cây đó nào ghép hết trơn á. Không có ghép hả? Không. Vậy mà em cũng tưởng nãy giờ em tự kỳ ghép hết chứ. Cây đó thăng nó tự nó ra rồi đầu sửa chứ nó cây này chi thôi. Chứ không có ghép. À ra rồi sửa luôn. Cây ghim nha. Ừ, cây ghim chứ không có ghép. Rồi, giao lưu sao anh ơi? Mã số 2. Cây số 2 này em giao lưu 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi cái gì ơi? Bao xếp toàn quốc. Bao xếp toàn quốc nha. Tới Tết mới vào cũng được chấp nhận luôn. Tới Tết nếu mà anh em nào chơi khỏi phải chăm á thì giao lại thì em giao nuôi Tết. Nuôi luôn đây tới Tết rồi em giao tới Tết em giao luôn. Bây giờ là cây số 3 đó quý vị. Đang em đang quay cây số 3. Cây số 3 này thì thân thì nó to nhưng mà cái hôm trước gió mạnh quá nó bị gãy cái đọt. Cho nên là cái đọt nó hiện tại giờ nó đang ra lại. À, cái đây này đế cũng khá ha. Gốc cũng to to. Hoành 30. Rồi. Đường ngang của cây này là cũng 100 luôn. Chiều cao miệng chậu nó đi lên thì tính tới cái chậu này thì cũng 104. Đó, thì cái cây này thì đang làm lại cái đọt. Đọt hôm trước nó hư rồi, nó lên đọt mới rồi. Nhìn tổng thể dáng bên đây. Đó. Cây số 3 cây thăng nó cũng lắc luôn. Cây nào thăng cũng lắc lượn hết trơn. Cây số 3. Rồi, báo giá giùm em đi. Cây này giao lưu 4 triệu rưỡi à. 4 triệu rưỡi nha. Dạ. Rất sung luôn. Dạ. Chưa nghe em nhìn dáng hướng bên đây cái. Mã số 3. Mã số là 3, giao lưu 4 triệu rưỡi. Số điện thoại của em là 0974123578. Số Zalo và Facebook. Anh em nào vô mua thì vô kết bạn rồi nhắn cho em hoặc là điện thoại cho em rồi em điện lại. Đang cây số 3 nghe quý vị. Dạ. Nhìn hướng bên đây, ba mặt luôn. Bốn triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc nha. Chứ giờ rồi. Bao khiếp 200, 200 rồi cũng khó. Trên lệch 5-70 cây số thì cũng vậy mà 200-300 cây số thì mất công nữa, thôi kệ đi. Rồi. Cây tiếp theo. Rồi cây tiếp theo là cây số 4. Dạ. Đây, dán tổng thể cây số 4. Số 4 cây cũng dán lắc lắc luôn, thăng cũng lắc luôn. Chực. Rồi, em xem. Chực khúc lắc khúc. Hoành trước nha. Hoành vị trí này là 33. Dạ. Dạ. Chiều ngang của em nó là 1m20. Chiều cao miệng chậu lên là 1m4. Cái gì thấy ha? Lô này thì anh em yên tâm ha, dảo không à. Lọt có lọt vô 3 cây 4 cây gì đó là 5 cánh. À, nhưng mà không nhớ nổi cây nào. Cây số 4 này em giao lưu 5 triệu rưỡi nha. Dạo thơm ha. Dạo thơm. Dạo thơm. Để hồi có bông rồi cho anh quay phim ngửi thử coi thơm không. Tết ra bông cây nào cũng vậy. Rồi, mà số 4 5 triệu rưỡi hả? Dạ, bao khiếp còn quất. 5 triệu rưỡi. Giờ nãy nói giá rồi phải không? Rồi, báo giá rồi. Cây này á, thì hiện tại là nói là thưa thưa chứ nó ra cây đọt sau nó là kín cây là hết rồi. Đọt này hả? Đầu nó già lá lại là ra cây đọt thứ hai đấy. Rồi, còn một cái phía em cho quý vị xem cái cục gù ở bên này. Đó. Quý vị nhìn thấy ha, đây. Rồi em xin phép qua cây mới nha, cây số 4 xong.
siêu năm. Đây cây này đây. Dạ. Năm thì thăng thăng nó cũng lắc lượng không à. Để cây này cũng nở, cũ. Cũ cũng nở nè. Vừa giữ ấm cho cây mà vừa, vừa chống cỏ vừa luôn. Chống cỏ luôn. Đây là 28 quanh. Rồi. Dạ. Đỡ nhổ cỏ, cỏ quá nhổ trước lên sau. Tàn ngang của em nó là 110. Chiều cao của em nó là từ miệng chậu lên là 1m4. Tàn chỉnh sửa nha, Jin. Mai giảm. Cây số 5 này em giao lưu là 5,2 triệu. 5,2 triệu. Bao ship toàn quốc nha. Tới đây còn nếu mà anh em nào lấy cây về liền luôn á thì tụi em chắc phải đóng khung rồi. Chứ còn không dám bó tàn rồi. Bó tàn. À đóng thùng á hả? À, đóng thùng á hả? Đóng thùng rồi. Thùng cây á hả? Thùng cây á, thùng gỗ á. Đóng thùng gỗ phải không? Ờ. Hôm hổm gửi đi mấy cây? 5 cây. 5 cây mà có 1 cây sau lưng đó. Dạ. Banh sát trơn đem về trồng rồi. Gãy nhánh hay sao? Gãy trơn. À, dạ. Mấy anh không biết ém kiểu gì mà gãy sạch chứ. Bởi vì nếu mà quý vị mua tàn á, thì là giờ không dám là đi bình thường nữa. À, dạ. Đó, đó, gãy mà đóng đóng thùng gỗ thì chi phí nó tăng phải không? Chi phí tăng lên nữa. Cho nên thì cái giá nó lại khác nữa. Rồi em mời qua cây tiếp theo của gì? Cây số 6. Cây số 6. Tiếp tục là cây số 6. Dạ. Yeah. Đây, nó đây. Cây số 6 này thăng cũng lắc như cái cây khác, ha. Cũ rất cũng là to. Cùng một lô luôn ha. À, cũ rất một lô này anh nhiều cây không? Lô này tới hiện tại còn lại ba mấy cây. Wow. Này cũng bán bớt. Ba mấy cây nghe quý vị? Còn ba mấy cây nếu mà anh em nào chơi mà để về bán Tết lại đó. Alo, chốt, em sẽ nuôi đây tới Tết. À, à. Chốt sớm luôn ha. Chốt sớm luôn thời điểm này. À, đây, thì em, giá nó khác nha. Giá nó khác thì em sẽ đi thu cái khác. Này, anh Hòa thử thử bông này. À, đây, 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 đây. Nãy giờ đi kiếm cái bông này. À, còn bông này quý vị. Thử thử cây thơm không? Thử để, luôn nha. Để nói là nhà vườn nó chơi. Ồ, thơm quý vị ơi. Thơm nha. Đi qua để cách đi chừng 2 mét mà nó nở nhiều là thơm phức luôn. Rồi. Tại này có con bông mà mình phải đó là có con bông phải kê vô thì mới ngửi được mùi thơm. Còn nó ra nhiều rồi anh đi ngang là có mùi thơm liền. Hay hay hay. Rồi cái này là trên đọt nha. À. Không phải ghép nha quý vị. Cây này là không có ghép. Không có ghép nha, chỉnh sửa thôi. Lô này là toàn là mai ghiên hết. À, còn anh em nào chơi 1-2 cây thì cứ lựa. Còn chơi nguyên solo thì em bán solo. Cái gì nào chốt thì giữ luôn cái lô này tới Tết luôn. Giữ luôn tới anh Tết. Anh chăm sóc cho. Chăm sóc luôn. Rồi xuống tới đế nè. Cái này cũ quá trời nở luôn ha. Đó đây là nó 34. Dạ. Đó, trên này chút thì nó là 29. Dạ. Dạ. Mã số 6 nha. Mã số 6. Bề ngang của nó là... Bề ngang của nó là 1 mét luôn. Chiều cao từ miệng chậu lên là 1m4. Vậy anh em dễ hình dung. 1m4. Cây số 6 này, cây số 6 này em vô lưu là 5,6 triệu. Bao ship toàn quốc. Năm triệu sáu quý vị. Dạ. Đọc số điện thoại giùm em ạ. Số điện thoại là 0974123578. Zalo và Facebook luôn. Anh em cứ vô đấy sẽ gặp. Vậy là nốt ngoài chuyện bán này. Còn dưỡng mai nữa quý vị. Dưỡng mai luôn. Quý vị luôn nha. Anh em nào chơi nuôi mà về khả năng mình dưỡng không nổi thì cứ gửi đây. À, nếu mà nhà vườn em có mai cần dưỡng thì trở lại anh dưỡng được không? Dưỡng hết. Nhận luôn ha. Nhận luôn. Dạ.
Nhận luôn. Có mai quý vị cứ trở lại nốt ha, dưỡng tới Tết. Đảm bảo bông luôn. Rồi, bây giờ là cây số 7 phải không? Dạ. Cây số 7 nha. Đây trên đòn đó quý vị. Cây giờ cũng rất là sung. Đang quay lúc này là cỡ gần 7 giờ sáng quý vị. Ánh nắng nó chưa lên đẹp. Quý vị nào có điện thoại á, quay trong lúc này nè, ánh sáng nó chưa lên á. Nó gần đủ sáng này, mặt trời chưa có lên nhiều lắm á, quay đẹp lắm. Lô này là bắt đầu nó già đọt rồi, nó bung ra đọt thứ hai nữa. Nếu mà em qua cây này, lô này còn lại cỡ nửa tháng nữa đó, là lên là giá là khác. Rồi em đi một vòng. Quý vị thông cảm cho em nghe, tại vì cái cây bố trí cũng hơi chật á. Cây này cái củ nó cũng bự lắm, bự phải... lắc mà củ to. Đi cái màn hình nó hơi bị giật giật á, gì thông cảm nha. Có cây có mực luôn quý vị. Có mực. Rồi đo giùm em luôn. Cây số 7. Cây số 7 quanh ở đây là 25. Rồi. Dạ. 25. Tán ngang của nó là 90. Chiều cao miệng chậu lên là 1m3. Lô cây này vừa để trước cửa cũng được, vừa để trong nhà ngay bàn khách cũng được. Nó cũng đang, lô này nó đang tầm nằm chung tất cả các nơi đều ở được. Cái này có cần làm vệ sinh không anh, hay là để gì cho đẹp? Không, cứ để bình thường vậy đó hả? Có vệ sinh thì đi tới Tết thì khi nào ấy thì vệ sinh. À dạ. Còn này nữa xịt chị gông chị nấm đâu đó thì nó bớt hết. Bớt phải không? Nè, chỉnh sửa nè quý vị đó, chỉnh sửa. Rồi báo giá luôn anh em. Cây số 7 nè em giao lưu 4.800.000. 4.800.000 nha. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Hứa đóng thùng bằng cây nha. Đảm bảo cành lá luôn. Đảm bảo cành lá luôn. Không gài gửi đi cho mấy anh chơi không được, gửi ngược trở về vừa mất công của em, vừa mất công mấy anh. Rồi. Kệ nó, tăng lên chút xíu tiền ship nó cũng không sao. Rồi, cây số 7 đó sao? Cây số 8. Tiếp theo. Cây số 8 này to, cao. Xem đọt trước nha. Tàn đều dày. Ở trên đọt còn dây đang chỉnh sửa luôn. Còn dây nữa vậy? Dây nó mới vô lại để sửa cho đọt nó đứng lên. À, này uống lượng hơi nhiều ha. Cây uống lượng hơi nhiều á, gốc to. Củ rất cây là nở. Cây số 8 nha. Này nè, nó quái quái. Anh em nào chơi thì cứ ấy. Rồi. Dưới cũng lắc, ở trên cũng lắc. Hoành đó là 33. Rồi. Rồi. Lá sung. Cây lá số 8 nha. Hoành 33. Ngang của em nó là 1m2. Chiều cao miệng chậu lên là 1m6. Cho quý vị xem cái phần đọt. Cây số 8 này em giao lưu 6.200.000. Dảo thì giống như là dảo lá gai vậy. Lá nó cứ gai với viền á. À, có phải không? Ừ. Bông rất là dữ. Gai này quý vị. Có gai. Gai viền cây. À, giống như dảo lá gai. Cây kia này về lấy bo rồi, thật đã lắm nha. Cây mấy cây này về mấy anh lấy bo ghép ngon lành. Lô này đâu mà lựa cũng hay. 6.200.000 ha. Dạ, 6.200.000. Rồi. Cây tiếp theo, cây số 9. Nó có nắng ở quý vị.
Nếu có nắng ưu tiên mặt trời cây nó bị tối lại ha. Gắn xe mới dán giùm em nha. Cây số 9. Rồi, qua cây số 9. Cây số 9 này cũng lật lượng luôn. Này cái đọt này. Đang dưỡng đọt ha. Đọt đang dưỡng lại cái đọt. Đọt tầm đó vừa hết rồi. Xong rồi Tết nó bung tàn ra cái là năm rồi cũng Tết cũng đưa mấy anh về chơi mấy cây thơm quá thơm. Đặc trưng là bông thơm. Rồi, tới đấy luôn. Hoành của em đó là chỗ này là 27. Dạ. Cây này tàn thì cũng hơi kín ha. Chiều ngang là 1m1. Chiều cao nó 1m5. Cây số 9 này em giao lưu là 4.800.000. Bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0974123578. Còn anh em nào ở gần thì muốn đến xem thì ghé vườn xem trực tiếp. Cây nào thì cũng như cây nào hết. Anh Út là ở khu dân cư An Thới không gì? Khu dân cư An Thới, phường Bụ Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Rồi, báo giá chưa? Báo rồi. 4.800.000 rồi. 4.800.000 quý vị. Bao ship toàn quốc, đóng thùng bằng thùng cây luôn, đảm bảo. Bao ship toàn quốc, đóng khung cây luôn. Họ gửi cây không đóng thùng, tính là qua Tết thì thôi cây tàn, hỏi phải giữ bông. Nhưng mà cuối cùng gửi mấy em làm hư quá. Khách nhằn quá, khách không chịu lấy không luôn. Không chịu ha. Cũng đem trở về trồng luôn. Rồi bây giờ là đảm bảo là trở lại là nguyên si như thế này. Trong thùng cây đảm bảo luôn. Để rồi, trong, em mời cây tiếp theo. Trong cái khung luôn. Cái này cặp bên luôn đi. Cây cái bên ha. Đó, cây này cũng to lắm luôn. Rồi, cây số 10. Bạn cho em xem cái đọt trước nha. Mày ghiên nghe quý vị, không mày có ghép nha. Không có ghép à. Mày dảo á. Mày dảo ghiên luôn. Chỉnh sửa tàn thôi đó. Tàn này tàn sữa không à, em sữa hết rồi, nước dây rồi đó. Còn mấy nhánh này là chỉ gị lại cho nó nằm vô khum thôi. Cây này nè, mấy cái lô này em đã sửa dây hết rồi. Này, ở trên đây nè. Chỗ này là 32 ha. Quất cái cũ này ra, chắc có 4 mấy. 47. Thằng nó là 32. Cái này cái thân nó cũng lắc đẹp, rất là đẹp. Ngã ra rồi giật vô rồi ngã lượn thì tùm lum hết, không biết kêu nó bằng cái thân gì nữa. Lông không ra lông, rồng ý gắn không ra gắn. Lông ấy chứ. Lông. Ngưỡng lượng vừa phải. Cây số 10. Mã số 10. Cây số 10. Bề ngang tàn ngang của ông là 1m2. Chiều cao từ miệng chậu của cây lên là 1m5. Em cố ý quay mấy cái mắt ra cho quý vị xem coi có phải ghép không đó. Đó. Rồi, giao lưu sao đây? Cây số 10 này em giao lưu 6.500.000. 6.500.000. Bao ship toàn quốc cho anh luôn. Rồi. Chơi vậy đi cho nó đã luôn. Công 100-200m, 200 cây số, không biết tính làm sao. Một lô này còn 30 mấy cây quý vị. Còn vị có 30 mấy chốt cây ngay từ bây giờ. Rồi, cây tiếp theo nè. Rồi, cây số 10. 1. 11. À. Để em qua hướng này cái cho nó sáng. À. Quay cây này nữa là 11 cây của lô này. Okay. Trên đọt nha, đây. Dạ. Đọt.
cây này với cây vừa rồi cũng gần gần cặp với nhau, gần gần giống tướng với nhau. Thằng thằng lắc cũng giống hệt cái cây mới vừa rồi, cây số 10. Nếu anh em chơi chơi cặp này luôn. Bông ra lai ra lai ra ra hoài. Mua cặp giảm giá không anh? Giảm chứ. À, vậy là mua 2 cây 3 cây là phải giảm chứ phải không? Báo giá mà có cái nào mà không giảm nữa. À. 200 cây. Rồi quanh đây là 30. 30. Ở dưới này chắc to hơn. Ở đây là 34. Rồi. À. Nhìn hướng bên đây cái gì? Tán ngang của em nó là 1m2. Chiều cao của em nó từ miên chậu lên là cũng 1m rưỡi. À. Cây số 12. Cây số 11. Cây số 11 này. À, 11 chứ. Cây số 11 em giao luôn là 6.3 triệu. 6.3 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc cho mấy anh luôn. Cái dáng bên đây cái nữa nha, dáng tổng. Thằng cây lắc lượn rất là khéo khéo. Rồi, mời cây tiếp theo anh đây. Rồi, cây tiếp theo chắc mình ra ngoài cái tàn, cây tàn thông đi. Rồi. Để thứ một câu hoài cái làm biến. Đi luôn. Đấy. Theo anh Út luôn. Cái lô này em cũng còn mớ nữa. Nên năm nào vừa ý gã luôn. Cái này ha, 12 ha. Cây số 12. Đấy. Tàn bích thù, xương kính mít. Bích quá trời luôn. Ừ. Rồi rồi, coi nhánh nào quý vị. Bây giờ chỉnh sửa là im luôn. Rồi em xem quạnh cái. Đắp nó hơi sâu. Cái nào đắp dày quá thì nó không có cỏ, còn giờ đắp mỏng mỏng cỏ lên. Rồi quạnh nó là 21. 21. Dạ. Tàn ngang của em đó là 1m4. Chiều cao miệng chậu ăn lên đó là 1m5 luôn. Cây chi xương rất là đều. Đọt đang ra cây thứ hai. Rồi báo giá giùm em luôn. À, cây cây số 12 này giao lưu với anh chị là 2.500.000. 2.500.000 nha. Xếp ra anh cũng toàn quốc hả? Bao xếp toàn quốc luôn. Bao lỡ không biết đi đâu. Rồi cái này còn nhiều không anh? Còn lô này em còn tới cũng tầm 20-30 cây á. Dạ. Dạ. Ngang ngang gì này ta, tầm này nè, đó. Cũng 20 à, 20 mấy cây. Rồi, em mời cây tiếp theo. Cây 13 này em. 13. Cái này anh cắt diệt tàn vô không? Dạ, hay diệt tàn. Cùng lô với cây kia luôn hả? Cùng lô cây kia luôn á. À, cùng lô cây 12. À, đang ra lá non rất. Đang ra lá non rất nhiều. Rất sung. À. Dạ vậy nhìn cái xương nó dễ quá vậy. Ừ. Mấy cây mà anh em nào ưng ý rồi thì gửi lại em cũng nuôi lại luôn, nuôi gia công luôn. Dạ. Chốt ngay từ bây giờ nha. Chốt từ Tết bây giờ. Tết mới giao cũng được luôn.
em cứ ghi tên ghi họ lên tới đó rồi Tết em giao luôn, địa chỉ có ghi vô sổ. Hoành là 21. Rồi. Rất là nhiều dịch vụ ở nhà vườn của anh Út nha. Ngang là 1 mét. Ngang này hiện tại là 1 mét thôi, chứ cây này mà tới Tết rồi xong là từng mét rưỡi. Chiều cao của nó từ miệng chậu lên là cũng mét rưỡi. Rồi. Dạ. Rồi, có giá gì em luôn. Cây số 13 này em giao lưu 2 triệu 2. Bao khiếp toàn quốc. Còn nuôi lợi á, thì nuôi lợi tới Tết thì em tính tiền nuôi. Giao thì nữa Tết em giao. Thì giao miễn phí. Rồi. Rồi, quý vị nào cần thì cứ gọi nút nha. Số điện thoại luôn anh. Số điện thoại em 0974123578. Khu dân cư Cần Thới, phường Bửu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Rồi. Đây tiếp theo cây số 14. Số 14. Cùng lô luôn. Số 14 thì cái đọt này khúc đọt này nó hơi thưa. Cho nên là cắt cỏ để lấy lại đọt mới. Đang mới lên ha. Nó rụng lại đó, nó đang búng ra. Để cho em quay. Cây này chi xương cũng rất là dày. Anh em nào lấy số lượng chơi Tết để bán thì cứ lấy. Cho em cứ quanh luôn. Quanh đây là 19. Dạ. Dạ. Chiều ngang của em nó là 1m4. Chiều cao miền chậu lên là 1m5. Cây này tàn xương rất là dày nha. Cây số 14 này em giao lưu là 2,5 triệu. 2,5 triệu nha. Bao xếp toàn quốc. Rồi, cây tiếp theo. Cây tiếp theo chắc mình lại đằng lô phôi đi anh này. Rồi, dạ. Tạm ngưng chút xíu bây giờ. Mình qua một cái phôi đi. Cái giường kế bên. Rồi. Tạm ngưng chút xíu. Trời ơi, mình gặp con này thích quá quý vị ơi. Rồi, hôm nay là em còn 10 con thú nha. 10 con thú, trời ơi con này. Chút sẽ giới thiệu quý vị. Em nghĩ sơ thấy quá đã luôn. Rồi, con đầu tiên. Rồi. Cái dáng mà nó cất lên thì gọi là dáng gì anh? Không biết kêu dáng gì giờ nó. À, quá trời quái đẹp. Quái không biết sao. Quá trời đẹp luôn rồi. Cây này kêu thì kêu thú thôi, mới biết con gì nữa. Ừ. Nó tùm lum con hết trơn á. Nhưng mà cái đầu nó cất lên á. Cái đầu nó cắt lên rồi. Khoái cái đó đó. Ừ. Đế thì cũng ok lắm. Chân cẳng này đầy đủ. Nhưng mà chân này là chân ghép ha. Ủa vậy hả? Chứ không phải là chân tự nhiên. Dạ. Cái chân này là nó ghép từ cái cây mây nhớ gốc nhớt. À. Đó, là dính nè. Đó, hai chân. À. Đó là chân cây nè, cây con. Nó mới ra dáng con thú chứ ha. Ừ. À. Công phu quá ha. Chứ không phải là tự nhiên nó ra chân nó đâu. Đó. Để rất là rồi. Dạ, cây này là số mấy rồi? Cây số 15. Rồi, 15. Cho em coi luôn, cái hoành luôn. Cây 15. Này rồi. Đo sao trời? Đo thì đo hảo thôi, thì ngay chỗ này thôi chứ biết đo ở đâu nữa. Rồi, hoành ngay đây là 20. 20 ngủ gì? À, chiều dài của con em của nó là 24. Rồi. À, chiều cao mặt chậu lên nó là 46, mặt bầu lên là 46. Rồi. Rồi, đường kính bầu nó là 37. Rồi, anh xe nhẹ giùm em coi. Cái cây này vô cái chậu có chậu tam giác á. À, bầy thú này vô chậu tam giác rất là đẹp. Tam giác nổi lên là đẹp. Rồi, mã số 15 báo giá luôn. Mã số 15 này em bán là 3,7 triệu. 3,7 triệu nha, một con thú quá đẹp. Bao ship toàn quốc nha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đọc số điện thoại giùm em. Số điện thoại là 0974123578. 578 ha. Dạ. 578. Anh Út ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ quý vị. À, một chục cây ha anh. Chục. Một chục con thú nha. Wow. À, còn căn này là giống như con hải cẩu, hải mã, hải gì đó không biết nữa.
Đây ha. Nhìn nó à, hai cái chân trước cũng ghép đúng không? Hai chân trước cũng ghép không à. À, đây đây đây. Nè. À, em thấy hai chân này là ghép. Đó, nằm giống như con hai cẩu vậy đó. Đít nè ha. Hai chân, hai cái chân rồi bỏ ở trước. Này. Cái gù. Này. Rồi, cũng rồi gắt, em gắt không? Luôn. Mã số 16. 16. Cái 16. Thì hoành ở đây nó là ở trên này đi. Ở đây chỗ này đi. Chỗ đây là 20. Yeah. Rồi. Nếu mà đo cổ đế này tới 29. Yeah. À đó ha. Rồi. Chân cẳng ok. Con này hai cái chân rất là đều. Một cái cành lá mà một cành chật. À, thích thì nửa ghép chơi, không thích thì cứ để nguyên thủy. Nguyên thủy thì cái này nó là cũng mai dạo đó, dạo hột đó. Trước giờ em nói đó, dạo hột thì lấy từ cây, cái hột của cây mai dạo Thủ Đức. À, thì bông nó thì cũng 5, 6, 7, 8, ít có cây nào được mà 12 cánh lắm. À, cho nên anh em chơi thì cái dạo tùy theo cái loại dạo. Nếu để thì để, nếu không muốn ghép thì cứ ghép. Dạ. Dạ, rồi, báo giá luôn. Cây số 16 này em vô lưu là 3 triệu 7. 3 triệu 7. À. Rồi, ship toàn quốc. Rồi, em mời cái tiếp theo. Tiếp theo mã số 18. Cây số 16 17. 15 16 17. Trời ơi. 16 17 15 16, con này 17. 17. Ừ. Đó. Anh nào mà ghép được cái rễ hay quá. Ừ. Anh ghép rễ từ nhỏ, ghép rễ dính liền luôn thân rồi đó. Ừ, quá hay. Đó. Rất là khéo luôn. Cây này đế cũng cũ cũng nở. Thân cũng đẹp. Cái chi này nằm đây thôi cắt bỏ, để chi này chi nó ghép thả thì sao, có nghĩa là xem được nguyên cây, để bên này cái bề mặt là ok. Dạ. Đây một cành, đằng sau một cành, rồi cành chật. Cái gì nhìn rõ cái mắt ghép ha. Ngon. Rồi, cho em của anh thân luôn. Quá công phu. Hoành thân của em nói ở đây là 21. Dạ. Dạ. 21 cái cây số 18, cây số 17 chứ. Cây 17 này em giao lưu 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Dạ. Đo thêm thông số chiều cao được anh. Quên. Chiều dài của em nó là 24. Dạ. Đó. Chiều cao của nó là từ miệng bầu lên là 47. Yeah. Đường kính bầu luôn. Đường kính bầu nó bề ngang là 40. Yeah. Cái này vô chậu 50, 60 là vừa. Ừ. Chiều dài của bầu nó là 52. Yeah. Vô chậu 60, dài nào 60 là ok. Rồi, 3 triệu rưỡi quý vị. 3 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Rồi, em mời cái tiếp theo. Rồi, để gần gần em chụp hình ra. Trời ơi, chụp này là sướng luôn. Quá đẹp. Giống như quấn rễ hồi nhỏ. Ừ. Con này cũng hai chân, nhưng mà con cái là chân bự chân nhỏ. Cũng như là hai anh em phát triển, thằng phát triển thằng không phát triển. Đấy. Cây này có củ, củ rất là bự. À, củ. Ừ. Nói chung là lật ngược hết, thân lật ngược hết. Cho em coi cái củ nó kìa. Đấy. Ủa cây nãy 10 mấy ta? 17. Cây nãy 10. 17 không? 17 hả? Cái này 18. 18. Cái này 18 nha. Cây 18. Cho em coi cái củ. Củ nha. Đấy. Củ bự. À. Rồi, đo giùm em luôn. Mã số 18. Cây 18. Bành thân là 18 luôn. 18 luôn, hóa vậy nha. Bành thân 18, cũ rồi. Cũ 34. Dạ. Rồi, cũ 34 ha. Dạ. Chiều dài của em đó là, chiều dài của thân nó là 25. Dạ. Chiều cao miệng bầu lên là 41. Bầu nó bề ngang là 34. Anh em vô chậu nào cũng được.
chậu tròn, cây này chậu tròn cũng được, chậu bát giác cũng được, chậu lục giác cũng được, chậu tam giác cũng được. Cây số 18 này em cho lưu 3,2 triệu. Bao ship toàn quốc. Rồi em mời cây tiếp theo. Con quái này nó hơi bự, hơi dài. Cây 19 cũng ghép hai chân trước luôn, quá đẹp. Đó. Cây 19. Cái cây ghép cái chân cái nhìn khác liền ha, gàng thú liền. Quá hay. Thân nằm rất là dài. Cây này rất là dài. Thêm cành lá nữa ha. Cành lá. Bên đây thêm hai chi hai bên nữa. Cây này vô chậu tam giác là rất là ok. Dạ, rồi mẹ. Hình ở đây là 26. Dạ. Chiều dài của cái thân bò dài của nó là 44. Tính tới cành lá luôn là 87. Dạ. Dài 87. Chiều cao của nó là 49. Kính bầu nó bề ngang là 40. Rồi dài của kính bầu nó là 66. Dạ. Rồi. Hai chân này cũng cơ bản đều ha. Cái này là chỉ về chơi thôi. Rất là đẹp. Cây này em giao lưu 4,2 triệu nha. Cây số 19 giao lưu 4,2 triệu bao ship toàn quốc. 4,2 triệu mã số 19. Rồi em mời cây tiếp theo. Đó không em tiếp. Trời. Rồi, cây số 20. Mã số 20. Cây 20 này to. Rồi, quay em vòng nhìn này. To đế xổm không? Đế nó hơi nổi. Ở phía trước ghép có chân à? Thú sao? Này thú biến thái, biến chắc rồi. Nó còn con chân à. Chân bên đây nó bị gớt rồi. Nó to xác mà nó còn con chân à. Đế thì ngon lành. Nhưng mà cái là nó có con chân thôi. Chiều cao rất là cao, đẹp. Dễ phát triển mạnh ha. Chi ở trên tốt. Rồi, đo cho em. Quanh ở vị trí này là 25. Rồi. Thân của em đó là thân chính nha, thân chính đó là 30. Rồi. Luôn cái cành này nữa đó thì là 44. Rồi. Chiều cao của nó là 70. Bầu nó chiều dài đó là 52. Ngang của bầu nó là 47. Anh em chơi cái này thì đa phần vô chỗ tắc ba tam giác hết. Rồi, báo giá rồi. Cây số 20 nè, em giao lưu 4,7 triệu. 4,7 triệu. Dạ. Cho em tiếp không? Chứ cái bự nặng thấy bà nội. Tiếp em tay vô trong này. 2, 3. Hai mươi mốt này cũng rất là gắt ha, gọng ghiếc rồi nó cũng rất là lắc lắc rất là gắt.
anh em lấy phong cao thì để không để nó tán thấp, nó tùy. Một cành này cành lá luôn, đế cũng được, cũ mà nở. Cây số 21. Đo luôn. Cây số 21 đo đây là 25. 25 hoành. Rồi. Rồi. Chiều dài của thân nó là 24. Chiều cao của nó là 52. Đường kính bầu này cũng gần như gần tròn rồi. Kính bầu nó là 36. Này chậu tròn, chậu bát giác, lục giác cũng được hết. Cây số 21 3 triệu 6 nha. Rồi, em mời cây tiếp theo. Số 22. Cây 22. Cây này cũ to. Chân hai chân hết. Đó. Hai cái cành này anh chị cũng chơi cành nào thì lấy cành đó, không chơi thì cắt hết. Yeah. Cây nhỏ thì thẹo nó cũng không có vấn đề gì. Nó sẽ liền. Cây lớn thôi. Rồi, cho em số đo luôn. Uống lượng quá đã. Khoảng đây là 28. Khoảng, để em qua đây kìa. 28 giống như là cũ rồi nha. Đó, rồi. 28. Rồi. Còn chết trên này thì nó 22. Rồi. Rồi. Chiều dài của cái thân nó là 27. Rồi rồi rồi. À. Anh cứ đó đi. Chiều cao của nó là 33. Rồi, báo giá thì cây số 3 này em giao lưu là 3 triệu 6. 3 triệu 6. Dạ. Và số 22. 22 và 3 triệu 6. Rồi, em mời cây tiếp theo. Cây 23. Chỗ ghép ghế nè quý vị, à, ra cái chân trước đây. Con này thì con cái chân không có chuyển, chuyển chậm. À, cũng giống như cái móng nè. À, như cái móng. Rất là khéo lắm đó. Như cái móng vậy đó. À, rất mong anh em ủng hộ cái clip này. Giá à, cả thì anh em mình trao đổi. Hoành nó là 21. 21 luôn. Dạ. À. Chiều dài của nó là 24. Rồi. Cao nó là 36. Rồi. Đường kính bầu của nó là 45. Cây số 23 này em giao lưu 3 triệu 2. 3 triệu 2. Quen dòng nữa. Rồi, em mời cây tiếp theo. Đây, và bây giờ mới tới cái cây mà mình nghĩ sơ sơ đúng không vậy? Cây đâu ạ? À? Từ đâu ạ? À? Đó. Đây. Cây này có cành lá nha. Wow. Cành rất là to. Em cắt bớt rồi, dài quá. Ở trên này là ba cái chi. Đó, cành trực luôn. Cây này chi cành rất là ngon. Anh chơi chậu cao một chút thì cho cành này nè rớt xuống luôn. Cây số 24. 24. Cái gì biết 24. Em thích cái nào? Thích cái này nè, chỗ nè nó có cái đường gân nè, đường gân nè, nó tạo giống như nó lực á. Y chang như mình tập gym rồi nó có lực á. Đang lên mục. Rất là đã luôn. Không, nhìn thấy nó sức sống luôn. Thông khoái cái này ghê luôn. Rồi, xem thông số luôn. Cây hoành ở đây là 22. Rồi. Rồi.
Chiều dài của em đó là 25. Rồi. Tính cành lá này luôn thì 40. Rồi. Chiều cao của nó là 41. Rồi. Đường kính bầu của nó là chiều dài nó là 48. Rồi. Rồi. Cây số 24 em giao lưu 3.6 triệu. 3.6 triệu nha. Bao xếp toàn quốc. Rồi cây cuối cùng số 24. Anh quay một vòng giùm em nữa rồi kết thúc clip. Rồi, chào bà con anh đây. Rồi, kính chào tất cả các anh chị em. Hôm nay em lên cái clip này 24 cây, rất mong anh chị em gần xa ủng hộ. À, cây nếu như là cây tàn nuôi lại tới Tết thì em vẫn nuôi luôn. Rồi. Tết em giao. Rồi. À, còn giao thì em cũng giao luôn, đóng khung. Nếu mà cây tàn thì em sẽ đóng khung gỗ giao. Rồi. Cho chắc ăn. Còn số lượng nhiều thì em sẽ đi bằng xe tải. À, xin cảm ơn tất cả các anh chị em quan tâm và ủng hộ em. Anh đọc số điện thoại là? Số điện thoại em là 0974123578. Rồi. Yeah. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu mai tại nhà vườn của anh Úc. Rồi mai tàn và mai phôi, thành thú rất đẹp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin kính chào, tạm biệt.